Tiểu sử Vương Y Dao. Vương Y Dao, giới tính nữ, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc. Nơi sinh, khu vực Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày sinh 30 tháng 6 năm 1991. Tốt nghiệp khoa văn học, Đại học Kỳ Kỳ Hà Nhĩ, Cung Hoàng Đạo, Cờ Giải, nhóm máu O, chiều cao 1m70, cân nặng 48kg. Tác phẩm tiêu biểu: Nữ hoàng tìm kiếm nóng, Cố lên thực tập sinh, Thân khuyển tiểu thất phần 3. Nghề nghiệp: diễn viên người mẫu. Thành tựu chính: giải thưởng diễn viên ảnh hưởng của năm tại lễ kỷ niệm phim mạng Trung Quốc lần thứ 3. Biệt danh Vương Miểu, Vương Trị Hiền. Hoạt động từ năm 2013. Một số bộ phim mà Vương Y Dao đã tham gia: Giữ Phượng Hành trong vai Kim Nương Tử, Ngọc Cốt Dao trong vai Như Ý, Hắn là ai trong vai Bảo Lệ, Khanh Khanh Nhật Thường trong vai Bạch Lộ, Ai là hung thủ trong vai Châu Tiểu Vân, Tình yêu tuần hoàn trong vai Cố Tư Vịnh, Khách sạn lớn truyền kỳ trong vai Mã Hồ Lộ, Tân Lộc Định Ký trong vai Phương Di, Tiên Kiếm Vân Chi Phàm trong vai Độc Ảnh, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ trong vai Cửu Vương Phi, Đại Phụng Đả Canh Nhân trong vai Lý Diệu Trân. Về kinh nghiệm thời trẻ, năm 2010, Vương Y Dao đã tham gia kỳ thi năng khiếu và được các nhiếp ảnh gia chú ý. Sau đó được một số cư dân mạng gọi là Tiểu Trần Tuệ Lâm. Từ đó Vương Y Dao đã bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu ảnh và trở thành người mẫu thiên thần của CVTV. Cô đã liên tục trong 2 năm làm người mẫu quảng cáo cho Volo Osray trong khu vực Trung Quốc và là khách mời trực tiếp của các chương trình tạp kỹ như Mở Cửa Đại Cát. Về kinh nghiệm diễn xuất, ngày 28 tháng 9 năm 2013, bộ phim điện ảnh Tình yêu giả tưởng 3D Bạch Hồ mà Vương Y Dao hợp tác cùng với Trung Hân Đồng và Trương Chí Lâm đã được công chiếu. Cô vào vai Vũ Mị Tử Kinh chính thức bước chân vào làng điện ảnh. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, bộ phim Hai tình huống đô thị Mạnh vụn hạnh phúc do Vương Y Dao tham gia được phát sóng. Cô vào vai Louis. Ngày 4 tháng 6, cô đã tham gia web drama Giáo viên siêu phàm. Nhờ vai An Thuần Thuần, một cô gái quyến rũ nhưng có tâm hồn thuần khiết, cô đã bắt đầu nổi bật trong giới điện ảnh. Ngày 12 tháng 7, cô đóng vai chính trong bộ phim xã hội Lời sám hối của tuổi trẻ, vào vai Vương Văn Giai, một phụ nữ đô thị trải qua cuộc sống phức tạp. Ngày 17 tháng 7 năm 2015, bộ phim tình cảm đô thị Cố lên thực tập sinh mà Vương Y Dao cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Khải đóng chính đã được phát sóng lần đầu trên đài Giang Tô. Trong bộ phim, cô vào vai Cao Ôn Nhược Hàn, một bình hoa di động. Ngày 8 tháng 2 năm 2016, bộ phim cổ trang Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ mà Vương Y Dao tham gia được phát sóng. Cô vào vai Cựu Vương Phi trong phần Hằng Nương. Ngày 23 tháng 5, bộ phim cổ trang huyền huyễn Tiên Kiếm Vân Chi Phạm mà cô hợp tác cùng với Hàn Đông Quân và Cố Lực Na Chat được phát sóng. Trong bộ phim, cô vào vai phản diện Độc Ảnh, một kẻ tinh thông thuật. Ngày 14 tháng 7, cô đã tham gia bộ phim đô thị Tình yêu của tôi dành cho em, vào vai Bồi Vân, một cô gái si tình dùng mọi thủ đoạn để giành tình yêu. Ngày 18 tháng 8, bộ phim lịch sử kháng chiến Quyết chiến giang hồ mà Vương Y Dao hợp tác cùng với Lý Hậu Bân và Thi Kinh Minh đã được phát sóng trên kênh Tin tức Nam Kinh. Đây là lần đầu tiên cô tham gia phim về đề tài kháng chiến. Nhờ vai Hải Lan, một thanh niên yêu nước và tiến bộ, cô đã được nhiều khán giả biết tới hơn. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, bộ phim điện ảnh đô thị kỳ ảo Cuộc sống đảo ngược do cô hợp tác cùng với Hạ Vũ, Nghiêm Ni và Phan Bân Long đã được công chiếu. Trong bộ phim, cô đã thay đổi hình tượng mạnh mẽ thường thấy vào vai bạn gái dịu dàng của một nhân viên giao hàng tên Khải Lệ. Ngày 1 tháng 11 năm 2018, bộ phim cổ trang Trở về Minh Triều làm Vương gia mà Vương Y Dao đóng chung cùng với Tưởng Kính Phu và Viên Băng Nghiên đã được phát sóng trên Roku. Trong bộ phim, cô vào vai công chúa Ngân Kỳ của bộ Tam Vệ Đoạn Mông Cổ. Ngày 27 tháng 6 năm 2019, bộ phim truyền hình chữa lành về thú cưng Thần khuyển tiểu thất phần 3 do Vương Y Dao hợp tác cùng với Giang Triều và Tống Nghiên Phi được phát sóng. Cô vào vai nữ bác sĩ thú y dịu dàng và thanh lịch châu mặc. Ngày 4 tháng 7, bộ phim chủ đề thời trang giải trí Nữ hoàng tìm kiếm nóng mà cô đóng chung cùng với Khương Oánh và Từ Khai Sính đã được phát sóng. Cô vào vai Quan Đường, một người phụ nữ có tính cách lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Về phát triển ổn định, ngày 15 tháng 11 năm 2020, bộ phim cổ trang hài nhẹ Lộc Đình Ký do Vương Y Dao cùng với Trương Nhất Sơn và Đường Nghệ Hân đóng chính được phát sóng. Cô vào vai Phương Di, hậu nhân của một trong 4 đại gia tướng của phủ Mộc Vương. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, bộ phim mạng truyền kỳ Đại Khách Sạn mà Vương Y Dao cùng với Văn Tùng và Dạ Băng đóng chính được phát sóng lần đầu trên Roku. Đây là lần đầu tiên cô tham gia diễn xuất trong một bộ phim quốc dân vào vai nữ chính Mã Hồ Lộ. Ngày 13 tháng 8, cô hợp tác cùng với Lưu Quán Lâm trong bộ phim Hải Cổ Trang, Trang Dệ May Mắn phát sóng trên IQ. Cô và vai bạn học của Tô Văn Hưng là Cao Điểm. Với vai diễn này, cô đã nhận được giải thưởng diễn viên ảnh hưởng của năm tại lễ kỷ niệm phim mạng Trung Quốc lần thứ 3. Ngày 5 tháng 12, bộ phim trinh thám hình sự Ai Là Hung Thủ mà cô tham gia được phát sóng trên IQ, cô vào vai Chu Tiểu Vân. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bộ phim Phiêu lưu kỳ ảo Nhật ký săn biển mà Vương Y Dao hợp tác cùng với Trần Tiểu Xuân được công chiếu, cô vào vai Lưu Ly, Tô Nhược Thủy, một thành viên của nhóm săn biển. Ngày 10 tháng 11, bộ phim cổ trang hài lãng mạn Thanh Thanh Nhật Thường do cô hợp tác cùng với Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi được phát sóng độc quyền trên IQ, cô vào vai Bạch Lộ, tiểu thiếp của Tam Thiếu Chủ Tân Xuyên. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, bộ phim trinh thám Anh Ấy Là Ai mà Vương Y Dao tham gia phát sóng, cô vào vai Bảo Lệ. Ngày 2 tháng 7, bộ phim cổ trang huyền huyễn Ngọc Cốt Dao do cô đóng vai Như Ý được phát sóng. Ngày 12 tháng 12, cô đã hoàn thành vai diễn Lý Diệu Trần trong bộ phim Đại Phụng Đã Canh Nhân. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, bộ phim Ngự Phượng Hành do cô tham gia được phát sóng trên Đài Hồ Nam. Ngày 24 tháng 6, cô đã tham gia chương trình Tiệc Đêm của Tencent Video 2024. Ngày 23 tháng 8, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim cổ trang hài nhẹ Tứ Phương Quán. Về đánh giá nhân vật, Vương Y Dao là một nữ diễn viên có nhiều tiềm năng. Cô đã tỏ ra sôi nổi, nhiệt tình, hiệu chuyện và mạnh mẽ. Là một tiểu hoa đán thuộc thế hệ 9X, cô nổi bật với nhan sắc xuất chúng và vóc dáng quyến rũ. Cô đã tham gia vào nhiều bộ phim và thể hiện xuất sắc những nhân vật có bối cảnh và tính cách khác nhau, cho thấy khả năng sáng tạo của cô trong vai trò diễn viên, diễn xuất chân thực và sâu sắc, theo đánh giá của NetEsing. Với vai trò người mẫu, Vương Y Dao đã có nhiều lợi thế bẩm sinh. Cô sở hữu khuôn mặt sắc sảo, đường nét tinh tế, đôi mắt sáng và hàng mi dài cuốn hút. Đôi môi đỏ rực và thân hình gợi cảm đã giúp cho cô nổi bật trước ống kính. Cô luôn thể hiện sự tự tin với ánh mắt kiên định trước ống kính. Chỉ cần có sự chỉ dẫn nhỏ từ nhiếp ảnh gia, cô có thể biến hóa thành nhiều phong cách khác nhau như gợi cảm, dịu dàng, tinh nghịch hay trưởng thành, chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh gia đã nhận xét rằng Vương Y Dao là một tiềm năng lớn trong nghề người mẫu, theo đánh giá của NetEsing.